Chào mừng các bạn đã đến với mua hàng online, và trong video này thì mình sẽ test game trên con Redmi 9. Mình mua với mức giá là 2 triệu 5 ở trên Shopee. Chiếc máy này thì bây giờ là có những cái đợt sale thì mức giá nó tương đối là tốt. Thì đường link mình sẽ để phía dưới mô tả video nha. Trong video này thì mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà chúng ta kích 60fps trên con máy này luôn. Bởi vì là con Helio G80 thì sức mạnh xử lý của nó rất là tốt, nhưng mà nó bị lock, không kích được 60fps và rất là phí. Bởi vì là cơ bản con máy này thì cấu hình nó sẽ chơi rất mượt ở cái mức là liên quân 60fps. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà chúng ta kích luôn nha. Thực ra là ở trên YouTube mình thấy là có 3 đến 4 cách để mà làm, nhưng mà không phải cách nào thì cũng sẽ là tương thích với máy của các bạn. Thì đối với con Redmi 9 thì mình cũng thử một số cách và cuối cùng có cái cách này này. Mình sẽ dùng cái phần mềm là Garena Support Compact. Khi các bạn nhấn giữ vào thì chúng ta sẽ có kênh YouTube của cái người mà làm ra cái bản mod này. Mình cũng sẽ là nói nguồn luôn nha. Nguồn của cái cách mà mình tham khảo ở đây. Đó, hack mod liên quân. Thì đường link của cái app này thì mình sẽ để phía dưới mô tả video, các bạn có thể là bấm vào. Hiện tại thì mình mới chỉ test duy nhất trên con Redmi 9, thì không biết là trên những cái dòng máy khác trang bị G80 hoặc là G85 hoặc là một số những con chip Dimensity thì nó có tương thích hay không. Bản nào mà chúng ta test á thì có thể là comment bên dưới để mà các bạn khác chúng ta có thể biết. Thì sau khi các bạn tải về thì chúng ta sẽ vào cái phần quản lý tiệp tin, vào cái phần bổ nhớ trong download hoặc là nó hiển thị bên ngoài luôn này. Đó là Garena Support Compact V4.8 APK thì các bạn cứ cài hoàn toàn bình thường thôi. Sau khi cài xong các bạn sẽ bật nó lên thì ở đây sẽ có giao diện, thì chúng ta sẽ có những cái tính năng này, mở khóa 60fps này và có mở khóa HD này, tức là cái gọi là max setting ở cái mức HD, và mình đã thử là đúng là có thể là kích được lên max setting trên con máy này luôn và khôi phục về trạng thái ban đầu. Và các bạn bấm vào mở khóa nha. Thì khi bấm vào thì nó sẽ hiển thị, nói chung cái này nó auto hết, nó đơn giản lắm, chỉ trong vòng khoảng 30 giây các bạn sẽ là làm được. Thì nó sẽ check là đầu tiên là máy chủ này, phiên bản này, 1.40.1 là liên quân mùa 18, cấu hình thiết bị là Xiaomi Redmi 9 đây này, và được hỗ trợ hay không, là có hỗ trợ và nó sẽ hiển thị là 60 thành công là ok rồi ha. Chúng ta muốn gọi là mở luôn cái mức max setting ấy, thì bấm vào mở HD thì nó cũng chảy một cái dòng lệnh tương tự là 3-4 dòng gì đó thì nó sẽ hiển thị ra này, cũng sẽ là kích được luôn bởi vì lúc nãy thì mình có test rồi, kết quả là đó. Rồi, bây giờ chúng ta bấm mở trò chơi ra thôi. Hoặc là các bạn thoát ra ngoài chúng ta mở thủ công cũng được. Cái con G80 này thì cái hiệu suất của nó phải ngang tầm với những con chip Qualcomm tầm như kiểu là Snap 665 tầm đó. Và 665 thì tất nhiên nó chiếm tốt ở mức 60fps thì không lý gì. Con này thì nó không đảm nhận được, chẳng qua là nó không tương thích thôi. Rồi ok, bước vào game này. Rồi, wow, thấy chưa, có FPS cao luôn này, và đặc biệt hơn là có HD luôn. Nhưng mà tất nhiên là chúng ta cũng đừng có tham vọng max setting nha. Mình sẽ chỉnh xuống mức cao này, và các bạn nếu như muốn mượt hơn nữa thì có thể là giảm xuống mức cao. Nói chung là chúng ta để mức cao đã là quá ok rồi. Và 60fps, pin bây giờ là 94% các bạn nha. Để mà chúng ta xem là con này đánh một ván liên quân thì pin nó hao bao nhiêu phần trăm. Nói chung là Redmi 9 này thì pin 5000 của nó thì khá là trâu. Ok, như vậy là chúng ta đã bước vào ván game rồi. Cảm giác như có vẻ như nó hơi lắc lắc một tí nha. À, nhưng mà không sao, chúng ta phải chờ đánh một thời gian thì mới biết được liệu rằng là kích lên 60 thì nó đáp ứng được tốt hay không. Ồ, có vẻ như là nó hơi khửng các bạn nha. Tụt xuống 53 rồi, lên 57. Nói chung là mình có kích lên trước đây thì thấy nó, tức là cái ván là lúc mình kích vào ngày hôm qua hôm kia thì mình đánh thấy mượt. Còn hôm nay thì không biết sao, chúng ta cứ đánh thêm xem. Ui giời, căng thế. Chúng ta vẫn ổn áp. Chỉ số cấu hình các bạn sẽ nhìn phía trên và theo dõi giúp mình nhé. Mình sẽ phóng to nó lên. Có vẻ như hơi khựng nhỉ. Ui giời, 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 gắt thế, gắt thế. Thôi nào, tụt xuống 46, 48, 53. Không hiểu lý do tại sao luôn.
Nếu như được thì các bạn nên mua cái phiên bản là Redmi 9 4G nhá. Còn bản 3G thì đúng thực sự là nó hơi thiếu RAM. Nên là trong một số trường hợp các bạn sẽ không chạy đa nhiệm được. Nó hơi khó chịu. Ui dạ, mượt. Rồi có lẽ là mình do là mình chưa tắt RAM. Trước khi là vào game thì mình sẽ là thử sao mà thoát được. Mình cũng ăn được một mảng hỗ trợ thì cũng khá là tốt rồi. Rồi là đây chúng ta ăn phủ ăn cái con rồng này đi. Rồi lúc đó mình mới ra ngoài mình đóng mấy cái app. Này thì AD mà ngông ngông cuồng này. Đó, bởi vì là có chảy rất là nhiều app. Ồ, nó sao chỉ có một màu hồng thế này? Lắc thấy chưa? Đó, bởi vì là ít RAM thì nó sẽ là như vậy này. Đóng phần mềm này đi. Thấy chưa các bạn, giờ vào là phải load lại. Đó là cái bất cập của 3GB RAM và MIUI. Nếu như 3GB RAM ở trên Android thuần này hoặc là ở trên VOS của Vsmart thì mình đánh giá là nó đủ. Còn 3GB RAM trên MIUI thì đúng thực sự là MIUI quản lý RAM quá kém. Giờ lại phải vào lại. Six and a half hours later. Mình tin những cái bạn mà chúng ta xài 3GB RAM hoặc 2GB RAM sẽ rất là rõ cái điều này. Nói chung smartphone Android bây giờ thì tốt nhất thì nên chọn phiên bản 4GB RAM trở lên các bạn ạ. Chứ 3GB RAM thì chỉ phù hợp với những cái người mà chúng ta không chơi game này, hoặc là với những cái chiếc máy mà chạy giao diện như mình nói là Android thuần, hoặc là những cái giao diện Android nó không tùy biến quá nhiều thôi thì nó mới hợp lý thôi. Uầy, giờ nó mới vào được bên trong này. Hy vọng nó sẽ là ổn định khung hình hơn. Chứ là mức 60fps thì kiểu gì nhìn nó cũng sẽ là mượt hơn 30. Chúng con này mà chỉnh xuống 30 là các bạn yên tâm là chúng ta đánh rất là tốt luôn nha. Vì là con G80 thì nó không yếu. Rồi mình lên trên này ganh luôn này. Lên trên này khô máu luôn này. Florentino à. Chưa kịp là khô lên bảng đếm số rồi. Mình cung chúng dòng máu gì mà gắt vậy anh em ơi. Đối phương đang còn combat và chửi nhau rất là kịch liệt. Khá mượt nha, thỉnh thoảng nó bị drop thôi. Còn lại là tí nữa chúng ta cứ chờ đến cuối ván combat xem như nào. Combat không bị tụt ha. Mình tôi lê bước vào giấc mơ hiên hoang mà. Khá là ok luôn. Nói chung là vẫn chưa nóng lên nhiều quá các bạn ạ. Còn nóng lên nhưng mà chưa nóng lên nhiều. Rồi, khô máu luôn nào. Florentino này. Hay lắm. Lấy mảng dễ như trở bàn tay các bạn ạ, không bị tụt luôn, vẫn 5960. Có vẻ như ván này là khá là dễ thở đối với team mình nhá. Mình lên đây mình ăn luôn cái trụ này nè. Đi một đường luôn này. Tôi lỡ đây thì ui giờ gì vậy, không hiểu sao luôn, nó lắc 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 lắc. Vậy là chúng ta đã đánh được tầm khoảng là 8-9 phút gì đó rồi. Chạy ngay đi trước khi mọi đứa dân tôi tệ hơn, chạy ngay đi. Đó vẫn khá là ok nha. Nói chung là các bạn nên dùng cái app để mà chúng ta kích 60fps trên con Redmi 9. Đối với Redmi 9 thì chúng ta sẽ có hai phiên bản là 464 và 332. Nếu như bản 464 các bạn vẫn có thể là mua được nếu như là nó bán chịu khó canh sale á, trong tầm 2 triệu 7 2 triệu 8. Nếu như mà nó nói chung Redmi 9 này nó mà qua 4 triệu á, qua 3 triệu thì không nên mua.
vì lúc đó chúng ta có nhiều cái sự lựa chọn nó ok hơn, kể cả là đến từ Xiaomi luôn, như gọi là Poco M3 này gì gắt vậy bạn ơi, tôi với bạn đều là dân Play. Này thì bắn này này AD này lên trên này, nói chung là những cái pha combat thì mình thấy cũng không bị tụt, là một điểm khá là ok luôn. Nếu như chip mà nó yếu quá thì combat nó đã tụt rồi. Ui chết rồi, đừng mà, khó chịu quá bạn ơi. Na ơi cứu mình Na ơi, may quá gặp đúng Na luôn. Đối phương đang chửi nhau rất là kinh, chửi từ đầu trận đến cuối trận luôn các bạn ạ. Không hiểu sao thì mình thì vẫn bị một bản AFK. Thôi thì mình sẽ nói thêm một vài những cái thông số và một số những cái review về con Redmi 9 đi. Thực ra là mình đã làm video rất là chi tiết ngày hôm qua rồi. Sao mà thoát được bạn ơi, combat không tụt ha. Combat quả đó là cũng tương đối là quyết liệt. Úi ghê vậy bạn ơi. Tôi úi với bạn đều là dân Play. Ghét quá nhưng mà vẫn không tốt, vẫn 60. Chúng là xác định mua những cái con máy trong tầm giá 2,5 triệu đồng và máy mới luôn á. Fullbook đập hộp thì cấu hình nó chỉ là như vậy thôi, và trải nghiệm gaming thì nó cũng chỉ ở mức như vậy. Tầm này thì các bạn mua máy cũ thì chúng ta sẽ có những cái chiếc máy với trải nghiệm gaming nó tốt hơn, có thể là những dòng flagship cũ hoặc là những cái gọi là những cái chiếc máy cũ ở phân khúc cao hơn. Chúng ta bán cũ trong tầm như này thì nó sẽ là có cấu hình con chip nó cao hơn. Còn nếu như thích máy mới phân bốc độc hộp trong tầm này thì nó cũng chỉ một mức tương đối. Và đối với con Redmi 9 thì có một cái điểm mà mình đánh giá cao chính là với cái phần camera của nó. So với tầm 2,5 triệu đồng là con này hầu như là có cam rất là ok luôn. Này này bạn ơi, tôi với bạn đều là dân Play. Combat khá là quyết liệt ha, cũng không bị tụt. Rồi đó, do là mình đóng hết cái app xong thì chiến có vẻ nó ổn áp hơn. Thôi xin lỗi bạn nha, mình chuồn trước. Như vậy là chúng ta cũng đánh được tầm gần 15 phút rồi. Và mình thấy là đó, đây là những lúc thời gian có thể là phản ánh được hiệu năng rất tốt của một con chip. Nếu như con chip nó không tốt là có thể là lắc giật ở những cái phút cuối như thế này rồi. Được vậy. Cày thế nhờ. Cày thế nhờ. Hay lắm nè. Rồi. Không nói nhiều. Đẩy nguyên cái đường này đi. Không nói nhiều, đẩy nguyên cái đường này đi. Thành sân bay đi anh em. Đẩy cho nó thành sân bay. Ui à, không bị tụt ha. Rất là ngon luôn. Quả lúc nãy là mình combat cũng rất là dữ. Na tìm mình múa kiểu gì à. Múa kiểu Na thôi. Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Kinh quá các bạn à. Thôi chắc cũng ở những cái phút cuối rồi, sắp kết thúc game rồi. Mình sẽ lên trên này để mà đẩy trụ và kết thúc luôn nào. Khung hình vẫn có lúc tụt xuống 52 ha, 56, 58 và có những cái lúc nó quay trở về 60 thì nó ổn hơn. Rồi, tụt xuống 4x rồi các bạn à, ở những cái phút cuối trận, nhưng mà thôi. Bù combat nó tụt xuống 4x hả? Quay trở lại 60 rồi thì cũng ok. Trung Na thì nó cơ động, nó thoát được nên là mình cũng không cần lo lắng cho Na, và lo thoát thân mình trước. Lấy mảng Na này luôn này. Không lấy được.
Như vậy là mình đánh tầm khoảng 20 phút liên quân thì hao tầm khoảng là 5% pin. Có nghĩa là cứ 1% pin thì đánh được 4 phút với cái mức gọi là 60 và chúng ta có độ sáng tối đa các bạn nha. Thì mức pin này thì cũng khá là trâu rồi. Thì cá nhân mình thấy là lúc đầu vào game thì nó sẽ hơi thiếu ổn định và đánh đến cuối game thì nó ổn hơn. Tuy nhiên vẫn có những lúc combat thì nó bị tụt FPS nhưng mà tổng quan thì vẫn hoàn toàn có thể là chấp nhận được. Đối với PUBG Mobile thì cái mức setting chúng ta thiết lập được thì cũng khá là ổn, mượt và cực cao luôn các bạn nha. Nhưng mà mình sẽ là đó tắt cái khử đăng cưa đi cho nó nhẹ bớt một tí với con G80 xem nó như thế nào, có đáp ứng được hay không. Và map đây là map 30 người. Chạy ngay đi trước khi mọi đưa dân tôi. Úi giờ đáp đất. Ù hơi lắc hả? Ù lắc cái thế. Nhận được cốp 6 luôn nhưng không biết có bắn được hay không. Lắc thế này thì lắc quá lắc quá. Ui giời. Ui ghê vậy bạn ơi. Nói chung là nó vẫn lắc các bạn ạ. Có thể nói là 3 GB thì chúng ta không thể nào mà tham vọng là bắn PUBG Mobile tốt được. Thực sự mà nói luôn, PUBG Mobile phải là 4 GB. Còn với Liên Quân hoặc Tốc Chiến thì 3 GB thì vẫn có thể là chơi được. Bắn em chết đi anh ơi, để em chơi bắn khác nào. Để em chơi bắn khác nào. Bắn em đi anh ơi. Hổ em phát. Ok, mình sẽ là thử giảm cái khung hình xuống là mượt và cao nha. Giảm xuống một tí xem nó đáp ứng như thế nào. Có vẻ như là nó ổn hơn rồi các bạn này. Các bạn nên giảm setting xuống nếu như có thể. Vì dù sao là những cái dòng máy giá 2,5 triệu đồng mà lại còn mới full box thì chúng ta không thể nào mà đòi hỏi được nhiều. Ui, được súng rồi, nhận được súng rồi anh em ơi. Được súng rồi anh em ơi. Lắc qua anh em ơi. Lắc anh em ơi. Làm ơn nào. Cay thế nhỉ. Cay tươi nhỉ. Đứng ở đầu kia nó bắn. Thôi nói chung là mình chơi hai ván như vậy thôi nha, mình cũng không quá pro. Về PUBG Mobile thì các bạn có thể thấy là PUBG thì bạn cũng không nên chơi trên con máy này. Tựa game cuối cùng đó chính là Liên Minh Tốc Chiến, thì với cái mức setting các bạn có thể thấy là mình sẽ chọn 60 nha, xem nó có đáp ứng được hay không. Còn những cái khác thì mình để mặc định. Ok, như vậy là chúng ta đã vào bên trong game rồi. Úi được con tướng gì mà như con nhộng. Chỉ số khung hình đang là 60, các bạn có thể nhìn ở phía trên nhé. Con tướng này nó lạ quá các bạn ạ. Nhìn nó ghê ghê sao á. Mình cũng không hiểu luôn sao lại ra con tướng này. Khá là ổn đấy chứ. Mà chúng ta phải là chờ combat xem thì nó như thế nào, bởi vì là cũng mới đầu game thôi. Đó, nó hơi khựng một tí nhưng mà không sao, quay trở lại trạng thái mượt là được. Ôi trời ơi, như cái bánh xe luôn các bạn. Tướng gì hay thiệt. Nói chung là các bạn muốn chơi game trên con Redmi 9 này á, với cái phiên bản 3 GB thì các bạn phải nhớ là đóng hết những cái app đang chạy ngầm rồi chúng ta mới bước vào game thì mới chơi được nha. Thì nếu không thì nó sẽ bị đen màn hình và nó lắc và nó lót rất là chậm luôn.
Chúng ta cứ farm rừng là hai con độc vật đang giao tranh với nhau. Chung là mình nghĩ là tốc chiến thì nó tối ưu ok hơn so với lại là những cái tựa game khác đó các bạn ạ. À, nên là Liên Quân thì do là chúng ta dùng cái tool để kích nó lên thì cũng đôi khi nó sẽ không tương thích với tốc chiến thì mặc định mà, nên là mình nghĩ sẽ ổn. Chúng là combat thấy cũng không đến nỗi quá là lắc giật các bạn ạ. Nói chung con này thì chiến tốc chiến có vẻ như là nó ổn hơn so với Liên Quân và PUBG Mobile. Có lẽ là mình sẽ là tổng kết nội dung video test game tại đây. Thì với ba tựa game mà mình test thì các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ loại trừ ngay PUBG Mobile ra, là không nên chơi trên con Redmi 9 này, và mình nghĩ là có thể là nói chung luôn trên những cái dòng máy Android chạy giao diện tùy biến mà có 3GB RAM thì không thể đáp ứng được với tựa game là PUBG Mobile đâu nha. Tuy nhiên các bạn hoàn toàn có thể là chiến được tốc chiến và Liên Quân ổn trên con Redmi 9 này, và đó cũng là một điểm cộng rồi, vì nó xét trong phân khúc 2,4-2,5 chúng ta có một chiếc máy mới full book đập hộp 18 tháng bảo hành mà như vậy thì cũng được. À, các bạn lưu ý ha, con Redmi 9 này không chỉ là game mà các bạn mua về thì còn là một chiếc máy để cày phim này, chúng ta sử dụng làm máy phủ thì cũng rất là ok. Thì nội dung video test game đến đây là kết thúc rồi, các bạn sẽ có những ý kiến nhận xét hay đánh giá gì thì hãy để lại bình luận phía dưới phần comment của video, và nếu như thấy hữu ích hãy nhớ đừng quên bấm like và đăng ký mua hàng online để ủng hộ team mình đón chờ những video về sau. Xin chào và hẹn gặp lại.